Làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cô bán tạp hóa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay của mình hôm nay sẽ có từ nhân viên siêu thị. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Ôi giời ơi, anh Quyền anh Kiền ơi, em xin lỗi hôm nay em quay được ý. Nhưng mà em không nghĩ được. Đầu em mắc cạn rồi anh chị ơi. Em không còn sức sống nữa. Không biết hôm nay mà em sống qua được mà em sống được gì cơ. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với màu xanh nha mọi người, xanh lá mạ nha. Cho màu xanh nha. Mọi người ơi, đây nha, đây là màu xanh lá của mình nha. Mọi người ơi, xanh lá của mình này. Mọi người ơi, xanh lá của mình đây. Bây giờ mình sẽ xỏ màu đen. Bao năm tháng qua, từng người em trao yêu thương cho anh, chỉ toàn lời dối gian. Mọi người ơi, đây màu đen của mình nha các bạn ơi, đây là phần màu đen của mình, màu đen của mình nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ xỏ màu tím nha. Mọi người ơi, đây là phần màu tím của mình nha. Đây là phần màu tím của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu thứ ba của mình, màu tím nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt chữ đi.
người ơi, phần hạt chữ của mình đây này. Đây là phần hạt chữ của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần hạt chữ của mình. Bây giờ mình sẽ buộc hai đầu lại với nhau nha. Bây giờ mình buộc hai đầu lại với nhau nha mọi người. Bây giờ mình sẽ buộc hai đầu của chiếc vòng lại với nhau. Mình sẽ trang trí nốt chiếc vòng nha. Mình đang trang trí nốt chiếc vòng của mình nhé mọi người ơi. Mọi người ơi, chiếc vòng mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là chiếc vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha.